cả các anh chị trong ngành thẩm mỹ. Thì hôm nay Thanh sẽ làm một cái video clip nói về hướng dẫn sử dụng của máy Aqua Smart này. Với dòng máy Aqua Smart thì rất là đa dụng với chính tính năng của máy và đồng thời với mức giá phù hợp và thiết kế rất là sang trọng thì rất là phù hợp cho tất cả các spa và thẩm mỹ viện chúng ta khấu hao nhanh cái nguồn vốn cũng như là phù hợp cho cái việc chăm sóc da cho khách hàng mình. Thì hôm nay Thanh xin phép chia sẻ về hướng dẫn sử dụng của máy Aqua Skin nhé. Rồi, đầu tiên đây Thanh xin giới thiệu đây là những cái tính năng của máy Aqua Skin. Đầu tiên nhất ở đây đây là cái búa lạnh sử dụng cho Aqua Skin. Thì lạnh này sau khi điện di hoặc là chúng ta làm dịu da đắp mặt nạ chúng ta sẽ sử dụng cái búa lạnh này nhé. Rồi tiếp theo đây là cái phần nâng cơ cho da. Nó sẽ có một đầu tiếp, một đầu y ong thì làm sạch. Và đầu này là đầu nâng cơ. Tiếp theo đây, đây là cái tay để chúng ta sẽ sủi da, làm sạch da. Rồi tiếp theo nữa, ở đây đó là cái siêu âm mắt và siêu âm mặt. Dạ, và đây là nâng cơ trên vùng da của mình nhé. Rồi ở đây là oxy, chúng ta sẽ phun oxy. Rồi Thanh xin giới thiệu tổng quan về dòng máy Aqua Smart này của mình. Rồi tiếp theo thì Thanh sẽ quay ở mặt sau của máy cho tất cả các anh chị xem nhé. Đây là phần sau này của máy. Thì khi chúng ta nhận được máy thì chúng ta sẽ mình sẽ lắp đặt vào. Thì các bạn sẽ thấy trên từng cái khuôn của chúng ta sẽ có những cái biểu tượng. Thì biểu tượng tương ứng với những cái biểu tượng ở phía đây. Và đồng thời nữa là các bạn sẽ thấy cái dắt cắm của chúng ta có hai lỗ thì chúng ta sẽ để vào trong mặt đó. Rồi chúng ta chỉ cần là vặn sát này lại thôi. Rồi đây chúng ta dặn sát lại. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho cái thứ hai, thứ ba và thứ tư. Rồi các bạn sẽ thấy trên từng máy của chúng ta nó sẽ có những cái biểu tượng ha. Đây là biểu tượng sủi da nè, đó đây là biểu tượng của nâng cơ nè, đây là biểu tượng của siêu âm mắt và siêu âm mặt nè, đây là biểu tượng của phần lạnh nè, còn đây là phần phun oxy nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vận hành máy. Ở phía sau của máy Aqua Smart này nó là một cái kệ. Thì chúng ta có thể, nó là bằng sắt, các bạn, sắt sơn đen. Nên là chúng ta sẽ để những cái vật dụng nào cần thiết ở trong này. Ví dụ như là tinh dầu hoặc là gì đó để chúng ta phục vụ cho cái việc chăm sóc da. Và tiếp theo là chúng trên nước nguồn này nó sẽ có một cái nước nguồn, chúng ta chỉ cần bật cái nước nguồn này lên. Thì khi tất cả các anh chị bật nước nguồn lên thì trên màn hình của chúng ta nó sẽ thể hiện chữ là Aqua Skin Mask. Thanh thúc lúc sẽ chia sẻ với các anh chị về hướng dẫn sử dụng của cái máy rất là thông dụng và xịn, nhìn rất là đẹp mắt, đó là máy Aqua. Dạ vâng, cái máy Aqua cái máy Aqua Smart này nó với những cái tính năng của nó đó là đa dụng, mình sẽ nói là chín tính năng. Thì lần lượt Thanh sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về chín tính năng của nó. Cái thứ nhất là phun oxy, thứ hai là nâng cơ, thứ ba là lạnh, thứ tư của nó đó là dẫn dinh dưỡng mắt, dẫn dinh dưỡng mặt, và đây là siêu âm sủi da, phần đây là phần đi dưỡng chất vô nâng cơ da. Dạ vâng, đó là chín chức năng của chiếc máy Aqua Smart này. Rồi bây giờ thì Thanh xin phép chia sẻ tổng quan của máy. Các bạn nhìn bên phía chân rất là đẹp đó, ở phía dưới chân nó là màu trắng màu đen. Rồi Thanh xin phép quay ở ngoài sau của máy nha. Rồi ở ngoài sau của máy là một cái kệ. Thì khi chúng ta lắp ráp máy thì chúng ta chỉ cắt đơn giản các bạn. Thì đầu tiên nhất á, là các anh chị sẽ thấy trên từng cái nó sẽ có những cái biểu hiện, những cái biểu thức. Và tiếp sau đây thì Thanh xin phép hướng dẫn sử dụng, cách sử dụng của máy Aqua Smart. Phía sau của nó là một cái nút nguồn, chúng ta sẽ bật nút nguồn lên. Rồi thì khi các anh chị bật nút nguồn lên thì trên màn hình của chúng ta sẽ thể hiện dòng chữ Aqua Skin Smart. Rồi khi mà trên màn hình thể hiện màn chữ, chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ vào. Đây chúng ta nhấn nhẹ vào. Thì khi chúng ta nhấn nhẹ vào thì anh chị sẽ thấy trên đây là nó sẽ có tiếng Anh và tiếng Hàn anh chị nhé. Dạ, rồi đây nó sẽ có những cái tiếng nè. Chúng ta em sẽ bấm vô tiếng Anh nha. Rồi sau đây em apply ha. Rồi em xin phép giới thiệu cái thứ nhất là phun oxy. Thể hiện ở đây là phun oxy. Dạ rồi, đây là đầu phun oxy biểu hiện ở trên màn hình của chúng ta. Thì tương ứng với cái phun oxy của bên mình bên này. Anh chị chờ em chút nhé. Em sẽ lấy thêm cái miếng nước tinh dầu cho mọi người thấy.
khi mà cái cách để mà cái cách mà để chúng ta sẽ để tinh chất vào trong này. Ở đây của chúng ta sẽ có một cái chai bằng thủy tinh. Cái chai bằng thủy tinh này thì nó sẽ có ghi 5 ml, 10 ml, 15 ml. Các anh chị cẩn thận nha, cái chai này bể thì chúng ta chỉ mua được cái chai thay thế thôi, chứ chúng ta không có mua được cái chai gốc của này. Thì chúng ta có thể là phun tinh dầu, phun tinh dầu hoặc là phun nước muối gì đó, thì tùy thuộc vào cái quy trình chăm sóc da của các anh chị. Và chúng ta sẽ vặn lại theo chiều kim đồng hồ của mình nhé. Rồi, đây, thì bây giờ chúng ta là bắt đầu thời gian nó sẽ có 5 phút nè, 10 phút hay là 20 phút hay là 30 phút. Dạ, còn ở đây của mình là oxy nè, thì sau khi mà chúng ta ấy là chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta phun thôi. Dạ đây các anh chị, đó chúng ta sẽ nhấn vào cái nút khởi động ở đây, nó phun oxy ra nè các anh chị. Đó. Ở đây nó phun dạng nano nha, các anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ không có dạng hơi xương, nó là dạng nano rất là nhuyễn. Dạ, đây là phần về phun oxy. Và chúng ta muốn tắt thì chúng ta sẽ bật để chúng ta tắt. Ta chở để nó vào đúng cái vị trí cho nè. Rồi, chúng ta quay lại màn hình của mình. Rồi, chúng ta muốn sử dụng sủi da thì chúng ta sẽ lấy vào phần sủi da. Dây của nó rất là dài nha, nhưng mà em chưa có tháo dây ra. Dạ, rồi, máy này mới hoàn toàn, cho nên là em mở ra em test cái phần sủi da cho anh chị xem luôn nha. Đây. Rồi, phần này phần sủi da số 2. Rồi, chúng ta sẽ nhấn nó vào đây. Dạ đây, chúng ta sẽ nhấn nó vào đây. Rồi. Đây là mình sẽ khi mà chúng ta nhấn vào cái phần mà làm sạch da, thì ở đây ở phía trên đây là mức năng lượng, nó sẽ cao nhất là mức 5 và cái thời gian của nó cao nhất là 30. Các anh chị tương ứng với các anh chị bấm ở đây là số 4, thì trên màn hình nhỏ này sẽ thể hiện số 4. Anh chị bấm cái thời gian thì nó sẽ ra đây là giây cho anh chị bấm là 10 phút. Thì đây nó tương ứng như là 600 giây và tương ứng với cái cấp độ thanh đang sử dụng đó là 4. Và nó sẽ có 3 chế độ là chế độ A, chế độ B và chế độ C. Thì chúng ta lựa tùy theo chúng ta quy trình chăm sóc da, chúng ta sẽ lựa chọn A, B hay là C nhé. Rồi, chúng ta cứ tiến hành đây. Em xin phép thử chút xíu và giọt nước vào cho các anh chị thấy nha. Dạ đây. 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 Đó. Đây. Phần này là phần sủi sạch da. Này, mình tắt, mình chuyển qua. Tiếp tục nữa là phần siêu âm mắt. Thì các anh chị thấy khi mà chúng ta bật cái đầu siêu âm mắt chúng ta bật lên thì lập tức đây là cái đầu siêu âm mắt của mình nha các anh chị. Dạ đây, đây là đầu siêu âm mắt. Đây là phần tương ứng của đầu siêu âm mắt của mình nha. Nó cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ chọn mức năng lượng ở trên, thời gian ở phía dưới và chế độ. Rồi, chúng ta chỉ cần nhấn vô. Đây. Đó, các anh chị thấy nè. Đây là chế độ A. Chế độ B là chế độ sóng ngắt quãng. Dạ, và chế độ C. Đó, chế độ C là chế độ liên tục. Dạ, chúng ta dùng để đối với cái tay này chúng ta sử dụng là dạ thẩm thấu sâu sản phẩm vô trong vùng da mắt của mình, điều trị quầng thâm với bọng mắt nha anh chị. Dạ rồi, chúng ta tắt. Chúng ta muốn chuyển qua chế độ khác, chúng ta sẽ tắt lúc này. Chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển qua. Rồi, phần tiêu số 4 tiếp tục nữa là phần về siêu âm mặt. Chúng ta cũng tương tự lựa chọn mức engineer và thời gian, modem A, B hoặc là C. Sau đó chúng ta nhấn, trên màn hình của chúng ta sẽ là hoạt động. Phần này là phần nâng cơ nha. Dạ, nâng cơ bio nó sẽ chăm chích nhẹ nhẹ cho mình. Rồi, tiếp tục chuyển qua. Rồi, phần đây là phần siêu âm mặt. Rồi, tiếp tục chúng ta cũng chỉnh như vậy. Đây, màn hình đỏ trên đây. Máy đang bắt đầu hoạt động ha. Dạ.
tương tự như vậy thì thanh cũng liên tục như vậy. Phần này là y âm này là phần làm sạch da. Phần này làm sạch da chúng ta có thể là rửa sạch, lấy y âm để rửa sạch cái lớp da sừng của khách. Thì cái phần này là phần tiếp, mình có thể cho khách cầm hoặc là để trực tiếp lên cái vùng da của khách của mình. Rồi tiếp tục nữa là chúng ta sẽ sử dụng đây nè các bạn, trên đầu này nó sẽ có một cái bên đó, chúng ta sẽ để nó vào đây. Chúng ta sẽ buông cái đó, chúng ta lại lấy một cái bông gòn hoặc là một cái khăn, chúng ta sẽ đưa vào khe này và chúng ta sẽ ép sát nó lại để cho chúng ta sử dụng nhé. Rồi tiếp tục nữa thì Thanh xin phép chia sẻ với mình là phần cân bằng y âm cho da. Đây là chúng ta sử dụng đầu này để chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ đi lăn dẫn dinh dưỡng vô cái vùng mặt của chúng ta, hoặc là chúng ta muốn giảm đi cái rãnh cười của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng cái phần này nha. Một phần, một đầu là chúng ta sẽ tiếp dẫn, chúng ta sẽ thay thế cái đầu này. Và phần tiếp theo Thanh sẽ chia sẻ tiếp tục với anh chị, đó là phần massage. Massage, cái phần này được gọi là massage trị liệu. Thì ở đây của chúng ta sẽ sử dụng những cái miếng dán. Thì cái trị liệu này nó sẽ có một cái luồng sóng, nó sẽ châm chích một điện từ trường đưa vô cơ thể người mình, giúp là thư giãn, kích thích những cái huyệt đạo, giúp là lưu thông máu huyết. Rồi, thì phần chia sẻ về máy Aqua Skin của Thanh xin phép được kết thúc. Xin chào và cảm ơn tất cả các anh chị.